Bởi vì cái thời gian á mình cứ nghĩ là lâu nhưng mà thật sự trên kia không có tính lâu. Bởi vì bữa giờ mấy vị nói ngày đi rời khỏi thiên đình có 3 ngày. Đó, nếu tính ra tới ngày hôm nay có 3 ngày. Dù vẫn là so với mình là đâu có bao nhiêu mà đã tái sanh khắp trong cái dãy ngân hà biết bao nhiêu hành tinh rồi, Mấy là trăm mấy kiếp. trăm nghìn năm rồi, mấy nghìn kiếp luôn. Còn nếu mình so lại với thời của Châu Văn Dương xưa là nói với lịch sử là mấy nghìn năm, ở trên kia nó chỉ là một cái vài cơn gió thoảng thôi, nãy giờ biết như gió thoảng rồi đúng không, sáng giờ là đã qua mấy nghìn năm từ thời cưỡi ngựa cầm kiếm mà hôm nay mặc quần jean chỗ này là không có lạ gì hết. Thường mỗi cái đó là mỗi một kiếp một cái bài học khác, hay là tại vì mình học mình chưa có tới là mình cứ là kia? Tại vì nhân loại học chậm quá thì cho nên mỗi một cái giai đoạn á nó giống như kim đồng hồ thu giải thích á, là phút giờ rồi tuần rồi tháng rồi ngày thì nó theo cái ghi mà trong cái máy đồng hồ điện tử, không phải đồng điện tử nha, đồng hồ nó chạy vậy đó, thì cứ đúng một cái chu kỳ của nó là 5 năm 10 năm gì đó thì ở trên nó mới cho một người siêu nhiên xuống đầu thai làm nhà bác học giống như Einstein gì đó, cho mình một cái thác nho gì chút chút thôi, lẹ quá mình chạy thì không có kịp, rồi lâu lâu á cho thằng Steve Jobs cho mình cái thác gì, lâu lâu cái hôm nay mình sắp qua thời thượng quân cho thằng Elon Musk xuống, nó cho chút solar xuống để mốt mình không có chạy bằng xăng nữa đúng không, chứ hồi xưa ai đâu mà tưởng tượng được xe mà chạy không cần xăng, trời đã, hồi xưa đâu có ai bao giờ nói là cái điện thoại này vừa thấy mặt bạn của mình nửa vòng trái đất gia đình mình FaceTime á, đâu ai tưởng tượng được. Nếu mà thời xưa mà hiện giờ nó đừng nói thời xưa, con đem điện thoại này con đem vô những cái bộ lạc mà quê mùa á, họ hoảng hồn á, họ nói mình người thành tinh á, thì cứ mỗi một cái chu kỳ một cái giai đoạn ở trên cho một người siêu nhiên xuống. Thời nay á, tại sao mình thường nói trên mạng là Phật Thánh Tiên vô nước Việt Nam nhiều, tức là những cái chí chất xám trên thiên đình xuống đây nhiều lắm để mà thành lập lại một cái xã hội tan nát như hiện giờ của nước Việt. Mà tại sao thầy thành cường quốc thì mới gọi là có màu nhiệm, thì sau này người ta mới tin đạo thiên tâm, sau này người ta mới theo nhiều, là vì cái trí tuệ của thế gian không bao giờ những người ở trên xuống suốt thế gian. Đó là tại sao Đức Thầy xuất hiện, Sư Phụ xuất hiện làm người Việt, rồi bao nhiêu những vị hộ pháp tiên thánh đều đầu thai làm người Việt ở bệnh đầy luôn á. Mình biết mình là nhân tài, nhưng mà nhân tài là cũng do cái thần hồn của ở trên xuống đầu thai xuống, chứ không phải là nhân tài mà từ nước Việt mà sanh ra. Nước Việt sanh ra gần toàn là lâu nay nghe ăn với nhậu không, nhưng mà trong đó lẫn lộn có mấy ngàn đứa nhỏ là ở cõi trời xuống cũng đầu thai làm đứa này đứa kia, con ông cháu cha này nọ đã lẫn lộn đủ hết. Thường sư phụ coi cốt của coi mấy ông mấy thằng con của mấy ông bự á, cốt gì á sư biết đó, ví dụ như con của ông Dũng, con của ông Phúc, con của ông Trọng, mấy này ở đâu tới này hỏi sư biết hết, người làm được chuyện gì tôi biết luôn.